Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Văn Thuyết, 53 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người xảy ra tại xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương. Trước đó, tối ngày 27 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, nên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố Hải Dương tới hiện trường khám nghiệm điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối ngày 27 tháng 2, chị Bang Thị Thờ, sinh năm 1978, chú huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, đang ăn cơm cùng ba người bạn tại nhà trọ thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương. Lúc này, Phạm Văn Thuyết, chồng cũ của chị thờ đến mang theo dao bầu tại khu nhà trọ, đối tượng thuyết đã dùng dao đâm nhiều nhát chúng anh Nguyễn Văn N, 59 tuổi ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân chạy ra khỏi dãy nhà trọ thì gục xuống. Dù được bạn và người dân đưa vào viện cấp cứu, nhưng vết thương nặng, mất nhiều máu, anh N đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Phạm Văn Thuyết rời khỏi hiện trường nhưng sau đó bị cảnh sát bắt giữ, đưa về trụ sở điều tra cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định nghi phạm là chồng của chị Bàng Thị Thờ nhưng đã ly hôn khoảng 3 năm nay. Nghi vấn nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tuông. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Trước đó tại Quảng Ninh cũng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Ngày 28 tháng 2, Công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh cho biết đã bắt được Bùi Văn Lương, sinh năm 1985, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, nghi can giết người tại quán bar Kinh Đô, Night Club. Tại thời điểm bắt, nghi phạm đang trốn trên hòn đảo ở Vịnh Bái Tử Long. Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 25 tháng 2, tại quán bar Kinh Đô Night Club, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị đâm tử vong. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, công an thành phố Móng Cái bước đầu xác định nghi phạm là Bùi Văn Lương. Sau khi gây án, Lương bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, nghi can Bùi Văn Lương đã từng có tiền án về tội giết người và mới mãn hạn tù được một năm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi đối với 4 bị can. Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1997, trú tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trần Thị Lợi, sinh năm 1957. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1985, cùng trú tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Triệu Thành Long, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1994, trú tại Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo kết luận điều tra, vào năm 2017, Nguyễn Thị Lai sang Trung Quốc lấy chồng, đến tháng 5 năm 2023, Lai từ Trung Quốc về Việt Nam thăm bố mẹ đẻ tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian này, qua mạng xã hội WeChat, Lai mời Triệu Thành Long sang Việt Nam chơi, đồng thời đề cập việc tìm vợ Việt Nam cho Triệu Thành Long và được Long đồng ý. Đến tháng 8 năm 2023, Long nhập cảnh vào Việt Nam và đến ở nhà Lai, sau đó Lai đưa Long đến nhà bà Trần Thị Lợi bà nội của Lai và là bà ngoại của bị hại và Lê Thị Mỹ Hạnh, mẹ đẻ của bị hại tại thành phố Cần Thơ chơi. Tại đây, Lai giới thiệu gia cảnh của Long rất giàu có và đang có ý định tìm vợ người Việt Nam. Thông qua Lai, bà Lợi và bà Hạnh đồng ý gả cháu Nguyễn TKA sinh năm 2011 cho Long với xính lễ là 150 triệu đồng và một cây vàng. Lai nói với Long là cần phải chi số tiền 13,9 vạn nhân dân tệ, tương đương 400 triệu đồng mới lấy được cháu A và Long đã chuyển toàn bộ số tiền này cho Lai. Tuy nhiên, sau đó lại chỉ đưa một cây vàng và 100 triệu đồng cho gia đình bà Lợi và hứa sẽ trả nốt số tiền 50 triệu đồng còn lại khi cháu A sang Trung Quốc. Khi biết mình sắp phải gả cho Long, cháu A không đồng ý và yêu cầu bà ngoại và mẹ trả lại tiền cho Long. Bà Lợi và bà Hạnh đã đe dọa uống thuốc sâu tự tử để ép buộc cháu A đồng ý lấy Triệu Thành Long. Sau đó, Long trở về Trung Quốc bằng đường hàng không, còn lại thuê người đưa cháu A xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch. Nhưng khi đang di chuyển đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau khi biết cháu A bị bắt, Triệu Thành Long yêu cầu lấy lại tiền nhưng bà Lợi, bà Hạnh và Lai đã sử dụng hết số tiền này nên lại hứa sẽ tìm một người phụ nữ khác để Long lấy làm vợ. Ngày 26 tháng 10 năm 2023, cháu A được trao trả về Việt Nam qua địa phận huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, từ những thông tin do cháu ca cung cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng nhận định đây là vụ mua bán người dưới 16 tuổi qua địa bàn khu vực biên giới, nên báo cáo Cục phòng chống ma túy và tội phạm xác lập chuyên án CB1023P do Đại tá Bùi Đức Trung làm trưởng ban chuyên án. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của bốn đối tượng Nguyễn Thị Lài, Trần Thị Lợi, Lê Thị Mỹ Hạnh, Triệu Thành Long phạm vào tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 151 Bộ luật hình sự. Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định. Liên quan đến vụ hai người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế ở vành đai 2 trên cao, mới đây Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra quyết định tạm giữ Trần Văn Hiệp sinh năm 1986, trú tại Hòa Bình, Green City, 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trịnh Thịnh sinh năm 1980, trú tại Tham City, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra, Hiệp và Thịnh đang bị tạm giữ tại công an phường Minh Khai để cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ vụ án. Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh đều tỏ ra lo lắng khi sắp phải đối diện án tù. Hai người này cho biết, bây giờ họ chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi. Khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, tôi chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Đến chân cầu Vĩnh Tuy thì có người đàn ông ngồi trên xe ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt vào tôi. Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo ô tô của họ lên trên đường vành đai 2. Lúc đó, lái xe ô tô đi nhanh quá bọn tôi không đuổi kịp, sau đó biết được xe trắng phía sau ghi hình tôi liền chặn đầu xe yêu cầu người phụ nữ không quay clip nữa, hiệp lý giải. Hiệp đi sang phía cửa lái đập kính, nói không được quay nữa và di chuyển tiếp. Đi được một đoạn, hiệp bị một chiếc xe màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip. Tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống. Khi hai bên dừng xe thì xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát. Hiệp cho hay. Trần Văn Hiệp khẳng định biết rõ đường vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ô tô cấm xe máy. Nhưng do không kiểm soát được cảm xúc khi bị nhổ nước bọt nên vượt lên để đuổi theo rồi dẫn đến vụ ẩu đả. Khi hỏi về những mâu thuẫn xô xát dẫn đến hậu quả người thương tích, kẻ tù tội, Hiệp thừa nhận do giây phút bất kiểm soát nên anh ta chưa tính toán được hậu quả bây giờ thì sự việc xảy ra rồi tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai hiệp ân hận tài xế hiệp cho biết có sử dụng một chút bia buổi trưa khi về nhà tôi cũng không biết clip được đăng tải lên mạng xã hội đến khi cơ quan công an triệu tập mới biết ngồi sau xe của hiệp và cũng tham gia trong vụ hành hung trịnh thịnh khai ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình tuy nhiên khi bị chiếc xe ô tô chèn ép thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi thấy Hiệp bị hai người đàn ông trên ô tô đánh, tôi ra giải vây. Hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ mà yêu cầu người trong xe, không quay clip, thịnh lý giải. Công an xác định khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị A trú tại Hà Nội điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E đi trên đường Vành Đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy, ngã Tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị xe SH màu da cam biển kiểm soát 29H1 do Trần Văn Hiệp điều khiển chở Trịnh Thịnh lạng lách tạt đầu xe ô tô đập vào xe của chị A rồi chửi bới. Sau đó Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gỗ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng, dẫn đến việc hai nam thanh niên trên xe ô tô này xô xát với Hiệp và Thịnh. Công an phường Minh Khai đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự Xác minh vụ việc xác minh nhân thân hai nam thanh niên đi ô tô màu trắng, biển số, biển kiểm soát 30K840.XX. Mới đây, đại diện Tòa án Nhân dân quận 10 đã thông tin về việc giải quyết việc thi hành án hình phạt tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang, tên thường gọi là Trang Nemo. Tòa án Nhân dân quận 10 cho biết đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Trang Nemo. Hôm qua 26 tháng 2, Trang Nemo cũng đã nhận được thông báo theo đó, Tòa án Nhân dân quận 10 đã không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án tù và đã có thông báo thi hành quyết định thi hành án đối với Chan Nemo. Đây là vụ án được dư luận quan tâm do bị cáo Chan Nemo là một người nổi tiếng trên mạng. Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, nên Chan Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Chan Nemo để giải quyết. Chiều 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Chị Phạm Lệ Khanh bị Chan Nemo và nhân viên hành hung. Vụ án sau đó được công an khởi tố. Theo phiên xét xử phúc thẩm vào tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo Chan Nemo về tội gây dối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Chan Nemo có chỗ ở hiện tại ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10. Vì vậy, Tòa án nhân dân quận 1 đã ủy thác cho Tòa án nhân dân quận 10 để tiến hành các thủ tục ra quyết định thi hành án. Tính từ tháng 9 năm 2023 đến nay, 27 tháng 2 năm 2024, đã gần 6 tháng nhưng Chan vẫn chưa thi hành án 9 tháng tù. Theo diễn biến mà Tòa án nhân dân quận 10 thông tin như sau. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Chan nộp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do là lao động duy nhất trong gia đình ngày 23 tháng 1 năm 2024, Tránh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã có thông báo trả lời không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của người bị kết án Trang Nemo. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Trang Nemo có đơn khiếu nại đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với thông báo của Tránh án Tòa án Nhân dân quận 10 về việc không chấp hành đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù. Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời không chấp nhận khiếu nại của Chan Nemo và giữ nguyên thông báo của tránh án Tòa án Nhân dân quận 10. Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận 10 đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Trang Nemo. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, Trang Nemo đã nhận được thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù. Ngoài ra, theo phiên xét xử phúc thẩm tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù và bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng. Chủ tịch xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho hay, việc thực hiện chính sách cấp trâu bò giống cho hộ nghèo tại thôn Thành Tân chưa công khai minh bạch. Cuối năm 2023, theo phân bổ, thôn Thành Tân có 16 hộ nghèo được cấp 16 con trâu bò giống. Mỗi con trâu nhà nước cấp trị giá 16 triệu đồng, mỗi con bò trị giá 13 triệu đồng. Đồng thời, nhà nước hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho hộ nghèo làm chuồng trại. Ông Đinh Xuân Tính, bí thư chi bộ trưởng thôn, được nhận một con trâu và ông Đinh Văn Tiên, phó bí thư chi bộ thôn Thành Tân, được nhận một con bò dự án. Điều đáng nói, cán bộ thôn Thành Tân không thông báo rộng rãi, không tổ chức họp dân thông báo chủ trương của nhà nước để bình xét. Danh sách các hộ nghèo nhận trâu bò lần này do lãnh đạo thôn lập. Việc này khiến người dân thôn Thành Tân rất bất bình. Theo tìm hiểu, hộ bà Quách Thị Tế là hộ nghèo của thôn Thành Tân. Bà Tế hiện sống một mình trong căn nhà gỗ siêu vẹo tạm bợ. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá dù đã lớn tuổi nhưng hàng ngày bà Tế vẫn phải đi làm cỏ chặt mía thuê để lấy tiền đông gạo. Bà Tế cho hay mình không biết về chính sách cấp trâu bò giống cho hộ nghèo lần này và hộ gia đình bà cũng không được nhận. Theo bà nếu được cấp trâu bò giống bà vẫn đủ điều kiện sức khỏe để chăn nuôi vì hàng ngày vẫn phải ra đồng làm thuê, mưu sinh. Ngày 25 tháng 2, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Yên, chủ trì cùng với ban công tác mặt trận thôn Thành Tân tổ chức họp toàn bộ các hộ dân của thôn này để soát xét, bình bầu lại danh sách các hộ được cấp trâu bò. 131 trên 171 hộ dân của thôn tham dự cuộc họp này. Theo ông Phương tại cuộc họp, nhiều hộ dân phản ánh việc lãnh đạo thôn không tiến hành họp dân để công khai bình bầu các hộ nghèo được nhận trâu bò do nhà nước cấp. Chủ tịch xã Thành Yên xác định lãnh đạo thôn Thành Tân chưa thực hiện công khai minh bạch, chưa thực hiện công tác dân chủ trong việc bình xét cấp trâu bò lần này. Ông Đinh Xuân Tính, bí thư chi bộ kim trưởng thôn Thành Tân giải thích. Trong số hộ nghèo được nhận trâu bò có cả gia đình tôi nhận một con trâu bởi vì gia đình tôi cũng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Ngoài gia đình tôi, còn có gia đình ông Đinh Văn Thượng, anh con nhà ông bác họ và gia đình ông Đinh Văn Tân, em trai tôi cũng nhận mỗi gia đình một con trâu thuộc dự án hỗ trợ của nhà nước. Hai hộ này cũng thuộc hộ nghèo của thôn, ông Đinh Xuân Tính nói rõ thêm. Theo ông Tính lý giải, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay vì xuất thân từ nhà nông, bố mẹ mất sớm, vợ chồng tự lập làm nông nghiệp. Con đầu của gia đình ông đang học đại học, con thứ hai học lớp 12 cháu thứ ba học lớp 4 nên chi phí cho con học hành cũng tốn kém, kinh tế còn khó khăn. Sau khi nhận thức về việc nhận trâu chưa hợp lý chiều 25 tháng 2, tôi đã làm đơn tự nguyện trả lại con trâu của dự án cho nhà nước để người dân trong thôn bình xét hộ nghèo khác nhận trâu về nuôi. Ông Tính cho biết, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Yên, phần lớn các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất giữ nguyên danh sách các hộ được nhận trâu bò dự án lần này, không bình xét lại, vì ông Tính Bí thư chi bộ trưởng thôn và ông Tiên Phó Bí thư chi bộ thôn Thành Tân cũng thuộc hộ nghèo. Liên quan đến việc Bí thư chi bộ trưởng thôn và phó bí thư chi bộ đều thuộc hộ nghèo của thôn Thành Tân, ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành Yên cho hay, ông mới về nhận nhiệm vụ chủ tịch xã cuối năm 2023, danh sách hộ nghèo của xã được rà soát từ trước đó và đã có quyết định phê duyệt. Việc này trong thời gian tới, xã Thành Tân sẽ cho kiểm tra, soát xét lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở ban ngành liên quan đến vụ cần cầu đứt cáp trên cầu cửa lấp dẫn tới đè một người tử vong. Hiện trường vụ việc thuộc gói thầu số 21 xây mới cầu cửa lớp 2 và sửa chữa tăng cường cầu cửa lớp cũ do công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương là đơn vị thi công. Đây là gói thầu thuộc dự án thi công nâng cấp mở rộng đường ven biển Vũng Tàu Bình Thuận DT994 do Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Theo nhà thầu thi công cầu cửa lớp 2, cần cầu bị gãy hiệu Hitachi KH1803, số chế tạo 2421125, số kiểm định 03766 MXD HESCO có hiệu lực đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 do công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên kiểm định an toàn thiết bị Hà Nội thực hiện. Thời điểm khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2 xảy ra tai nạn, cần cẩu đứng trên xà lan số hiệu SG9874 có đăng kiểm số 0130823 v 62 có 3 công nhân đang thi công do Dương Hữu Công, sinh năm 1982 vận hành, thi công nhổ cọc ván thép trụ T7 cầu cửa lớp 2. Báo cáo tại cuộc làm việc, chủ đầu tư cho biết dự án có giấy phép thi công đầy đủ, kiểm định của các phương tiện còn hiệu lực. Cần cầu bị sự cố thuộc quản lý của đơn vị thi công là công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương. Đơn vị này cũng đã có báo cáo nhanh về sự cố xảy ra. Theo báo cáo tai nạn từ công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 27 tháng 2, đơn vị đang vận hành cần cẩu để thi công công trình cầu cửa lớp 2 thì xảy ra sự cố cần cẩu đổ về phía cầu cửa lớp cũ đè một người đi đường đang lưu thông bằng xe máy trên cầu. Phía công ty xác định bước đầu nguyên nhân do có một cơn gió giật mạnh, bất ngờ làm cần cầu đứt cáp cương, cần cầu bị xoay ngả về phía cầu cửa lớp cũ, đầu cần cầu va vào lan can và gãy đè lên nửa mặt đường gây ra tai nạn. Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, công ty đã cắt cử người túc trực đưa nạn nhân vào bệnh viện chờ người nhà đến. Sau đó, cùng với người nhà đưa thi thể nạn nhân là anh VVD, sinh năm 1981, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, về quê lo hậu sự. Anh D có hai con nhỏ, chúng tôi vẫn liên tục cử người ở cạnh để chia sẻ mất mát với gia đình. Sẽ cùng gia đình tìm phương án giải quyết, đại diện đơn vị thi công cho hay. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ đạo giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập tổ làm việc khẩn trương tiến hành làm rõ sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công công trình. Theo nhận định sơ bộ ban đầu, khi nào qua kiểm tra xác định đảm bảo các điều kiện an toàn thì mới cho phép tiếp tục tổ chức thi công công trình. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi. Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà. Vợ chồng ông Linh không tham gia mạng xã hội, thông qua con cháu ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng. Để chuẩn bị cho đám cưới vàng, vợ chồng ông Linh cùng nhau đặt may lễ phục, bà Lan chọn áo dài xanh còn ông Linh mặc vest chỉnh tề. Ông Linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới, con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ. Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó. Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35 kg, một con lợn rừng hơn 5 kg, 40 con gà. Tất cả đều được đem nướng trên than hồng rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất, bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang. Không chỉ vậy, ông còn thiết đãi con cháu họ hàng xóm làng, bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì. Ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì? Mình đãi tiệc cưới để chung vui, đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt, đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày, ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại. Hôm sau, ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẽn lẽn nắm tay chồng, bước lên xe hoa, người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70. Đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường, ông Linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo, pháo giấy rợp trời, họ cùng trao nhẫn các bánh kem rót rượu như một đám cưới thật sự. Được biết, ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn. Ông Linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích. Ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông Linh ấp ủ từ 6 tháng trước. Ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao. Ngày xưa gia đình tôi từ nơi khác đến nghĩa đàn khai hoang, vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1974, khi cất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặc, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách vơi lúa, rồi dùng chăn màn quay lại. Tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh, dù vậy mọi người rất đoàn kết vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, dương lịch là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại, kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, Tám người con yên bề gia thất, trước đám cưới vàng ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật, ở cửa lò gian khổ đã qua, con cái trưởng thành, đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc. Thời gian qua tại khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện con bò sáu chân hai đuôi kỳ quái, thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tới xem, khi đến tham quan vãn cảnh tại suối cá thần, qua quan sát gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi, có tấm biển quảng bá hiện tượng lạ, bò sáu chân hai đuôi. Tiếp đó bên trong khu nhà riêng, chủ bò căng bạc dựng rạp, phía trên có biển quảng bá, quý khách tham quan hiện tượng lạ, bò sáu chân bên suối cá. Phía dưới gia chủ tổ chức làng đường và thu tiền vào xem bò, mỗi người nếu muốn vào xem bò phải bỏ 7.000 đồng. Bên cạnh người đàn ông thu tiền có hộp đựng tiền ghi hỗ trợ gia đình nuôi bò 6 chân, 7.000 đồng một người. Phía trong là chú bò khá đặc biệt, ngoài vẻ hiền lành béo tốt, bên trên gù lưng bò có hai chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái. Đây là hiện tượng sinh học ít gặp. Rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò. Dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò hút, nhưng thực tế chú rất hiền lành, người lớn trẻ em đua nhau chụp ảnh cùng. Theo gia chủ, chú bò béo tốt này đã được 6 năm tuổi, hàng ngày chú được gia đình chăm sóc cho ăn uống tắm rửa cẩn thận. Theo tìm hiểu, chú bò này được đưa từ huyện Bá Thước xuống địa điểm du lịch này đã lâu chủ bò đã thuê địa điểm là nhà dân nằm bên trong khu du lịch Suối Cá Cẩm Lương để phục vụ du khách. Có người muốn mua lại chú bò trên với giá cao hơn nhiều lần bò bình thường nhưng chủ không bán. Ông Đỗ Ngọc Hoàng, giám đốc trung tâm văn hóa huyện Cẩm Thủy xác nhận các thông tin về chú bò được cho là kỳ lạ nói trên và cho biết thêm do đây là nhà dân và khu du lịch cũng đang cần thêm điểm nhấn nên ban quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò gia đình cho thuê nhà và chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương. Ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn.